con trai Hòa Minzy chuẩn ộp ba Hàn Quốc lên đồ siêu đáng yêu đi du lịch Đà Lạt. Sau một thời gian giấu kín, Hòa Minzy công khai con trai chung với thiếu gia Minh Hải. Mặc dù cả hai hiện tại đã đường ai nấy đi, nhưng bé Bo vẫn nhận được tình yêu thương và sự quan tâm vô bờ bến của bố mẹ. Công việc bận rộn, Hòa Minzy vẫn dành thời gian đưa thiên thần nhỏ đi du lịch, khám phá cuộc sống. Gia đình Hoa Dâm Bụt đã có chuyến đi đến Đà Lạt. Hòa Minzy đã đưa con trai theo cùng để nhóc kỳ có thể tham quan và nghỉ dưỡng. Trên trang cá nhân, giọng ca không thể cùng nhau xuất kiếp đăng tải loạt ảnh của quý tử tại thành phố sương mù. Bo và mẹ đi Đà Lạt chơi ạ, Hòa Minzy giới thiệu ngắn gọn. Bầu không khí tại Đà Lạt khá lạnh nên bé Bo đã mặc một set đồ ấm áp. Nhóc tỳ còn đội thêm chiếc mũ vành và tạo điểm nhấn cho outfit bằng đôi ủng cao. Tuổi còn nhỏ nhưng có thể thấy cậu bé đã được mẹ đầu tư cho khoản ăn diện cực chất. Lần nào xuất hiện cũng lên đồ sành điệu như một fashionista nhí chính hiệu. Bé Bo tỏ ra thích thú khi được khám phá thế giới xung quanh. Cùng với hai cậu Đức Phúc và Eric, nhóc tỳ hào hứng chơi đùa cùng những chú thỏ đáng yêu. Không những vậy, thiên thần nhỏ còn cho thấy sự dạn dĩ khi thoăn thoắt xách xô đi cho các loài động vật ăn. Đôi mắt quan sát nhanh nhạy ánh lên vẻ thông minh. Mang thai và sinh con nhưng phải đến một khoảng thời gian khá dài sau, Hòa Minzy mới chính thức công khai niềm hạnh phúc này với khán giả. Bé Bo được nhận xét như một bản sao của bố, càng lớn càng thông minh và đáng yêu. À ông ơi, con bảo ông giữ gìn sức khỏe nha. Cố gắng lên nha. Xong rồi con cầm tiền ra con nói là con biếu ông nhá, con nhớ chưa? Con nhớ chưa? Tại trước mẹ Hòa không được yêu quý nhiều nên mẹ Hòa sợ ảnh hưởng đến Bo. Mẹ Hòa cố gắng từng ngày thay đổi để nhận được tình yêu thương của mọi người. Cảm nhận giờ mình cũng được thêm nhiều sự yêu thương và tâm lý không còn nhạy cảm như trước nên quyết định công khai, nữ ca sĩ chia sẻ. Thời điểm chia tay với thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy tâm sự điều tuyệt vời nhất mà cả hai có được chính là bé Bo. Cô cũng mong rằng mọi người hãy để câu chuyện này kết thúc một cách êm đẹp. Nữ ca sĩ không muốn sau này lớn lên, con trai sẽ đọc được luồng ý kiến sai lệch về cuộc chia tay của bố mẹ. Điều tuyệt vời nhất cả hai có được là bạn Bo Thúy và bố mẹ sẽ luôn kề cạnh cùng nhau chăm sóc Bo. Hiện bố Bo vẫn sống bên Úc nên cuộc sống không có gì thay đổi. Hai mẹ con ở Việt Nam, khi nào có thể thì mẹ sẽ đưa Bo qua sớm cho con thăm bố. Bố mẹ không yêu nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để Bo thiếu thốn tình cảm, nữ ca sĩ chia sẻ. Giữa sự quan tâm của dư luận, Hòa Minzy cũng lên tiếng bảo vệ bạn trai cũ. Nữ ca sĩ thậm chí đã bênh vực mẹ của Minh Hải khi vướng vào những điều tai tiếng không hay. Mọi người biết, với người kinh doanh thì danh dự là thứ quan trọng nhất. Tất cả điều mọi người đang nói về bà nội Bo sẽ tạo ra nhiều hệ lụy khiến hai gia đình thực sự khó nhìn mặt nhau sau này, cũng như tôi sẽ khó nói chuyện lại với bà. Ảnh hưởng nhất là khi Bo lớn, đọc lại những thông tin ấy thì đau lòng biết mấy. Giọng ca không thể cùng nhau xuất kiếp chia sẻ. Hình ảnh đáng yêu của con trai Hòa Minzy nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Bé Bo mang đến cho gia đình nhiều niềm vui và tiếng cười trên hành trình trưởng thành. Ghê thiệt. Ghê thiệt. Nhưng mà tiếng Bắc Ninh nói khảo ghê gì? Ghê thiệt. Đúng. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.